Tí Kiệt vừa lỡ. Ngọc Đan khiếm thị, tim Tí Kiệt gồm có sư tử hình người, mèo mập GVU, phúc cá hố và tiến châu Phi. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay em Ngọc Đan và mình từ thành phố Tuy Hòa lên huyện Sơn Hinh, lên thác Hồ Ly trải nghiệm cái thác Hồ Ly các bạn. Mời các bạn đồng hành cùng mình, mời các bạn đi trải nghiệm của mình. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Đi thôi. Con đi không được đâu, con ngầu đấy. Con ngầu đấy. Không đi nó té, nó cấp với nó té, không có chú dẫn con đi không được đâu. Không, con đi không được đâu. Con đứng đấy con ngầu đấy hả? Chừng nào chú dẫn không được. Giờ mình đang tiến lại gần thác đây các bạn. Thác đây là nói về huyện Sơn Hinh là chắc mình nghĩ thác đây chắc mình nói không biết có sai không biết. Nếu có sai các bạn thông cảm nha. Thác đây chắc có lẽ là trong những cái thác lớn nhất ở Sơn Hinh đó các bạn. Cái thác đây nè. Thác đây là người ta khai thác du lịch các bạn. Mình vô mình phải mua vé các bạn, mỗi người là 25k các bạn. Để có một cái con cái kế kỳ nhông gì các bạn, nó xanh âm nè đó, đó. Còn đó mà bách là ăn thịt đó là nó bị phạm bên loại mà con bảo vệ các bạn, con động vật bảo vệ, cái kế kỳ nhông gì đó. Không biết là nói chung là năm nay thì tình hình nó nắng nóng hạn hán cho nên là thác mình nghĩ thác nó thác nào cũng vậy, nó cũng không được mạnh lắm đâu, nó mạnh theo nó vậy đó các bạn. Trong nó cũng rất là đẹp chứ. Đây mình quay ở góc độ nghiêng cho các bạn xem, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Hồ Ly, huyện Sơn Hinh, huyện Sơn Hinh, xã Sơn Hinh. Đẹp quá các bạn, nhìn thác rất là nên thơ các bạn, hữu tình, lãng mạn. Thác đây nhìn nó không có hùng vĩ các bạn, cái nó bình thường, vẻ đẹp của nó dịu dàng. Đá ở đây khác rồi các bạn, đá ở đây đá đen mà nó rổ các bạn, nó tạo cái hình dáng cũng rất là ngộ nghĩnh đây. Giống như trái mảng cầu chín vậy các bạn, răng á. Nửa gai rồi. Đây các bạn. Cũng tiến lại gần thác. Các bạn xem. Rất là mát mẻ. Lại đây đẹp quá các bạn. Mình đứng kia mình không thấy được cái vẻ đẹp của nó các bạn ơi, nó bị khuất á. Mình và lại đây thấy đẹp quá. Đây mà đang mùa mưa là thác đây đẹp lắm nè, nó mạnh đẹp lắm nè. Nói chung mùa này mùa nắng nó nước nó còn không được mạnh lắm các bạn. Cái thác này rất lớn các bạn. Cái thác này nó dài chắc cũng cái chiều dài của con thác tầm 25 mét nữa các bạn, 25-30 mét đó. Tầm đó. Rồi. Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Mỗi con thác có mỗi vẻ đẹp riêng tư, chiêm ngưỡng thật là thú vị các bạn ơi. Các bạn nào có điều kiện, có cơ hội thì đi đến chiêm ngưỡng cho nó thực tế 100% các bạn. Còn các bạn nào chưa có điều kiện, không có điều kiện thì mình xem qua màn ảnh nhỏ cũng được các bạn. Nhưng mà qua màn ảnh thì nó không có thực tế lắm các bạn. Nó dù gì nữa nó cũng khác ở ngoài mấy 10% các bạn. Mời các bạn đến Phú Yên, huyện Sơn Hinh, quê hương mình. Quê hương mình là Phú Yên. Tham quan Thác Hồ Ly các bạn ơi, rất là thú vị. Quay trở lại mình xuống dưới kia, mình quay trở lên các bạn, mình review trở lên. Đẹp quá các bạn ơi, rất là hài lòng các bạn ơi. Đẹp quá. Còn đứng đấy chút nữa chú dẫn con sao. Bây giờ chú tranh thủ chú quay chút nữa, cô chú dẫn con đi quay tiếp. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất đẹp. Ở cái khu này là cái thuộc về cái quần thớ thác Hồ Ly các bạn. Nó có rất nhiều cái đá, các bạn nhìn thật kỹ nha. À, nè. Nó hay ở cái điểm là nó có giống như con gai vậy các bạn, cứ hay quá. Nó rổ mà nó có cây riêng các bạn. Đó, các bạn nhìn xem nó kiến tạo sao hay quá. Mình thấy đây không thớ nào mình đi đâu các bạn, đi lên nó đau chân chịu không nổi. Đi không được đâu, đi trên cái đó không được, giống kiểu như đá tay mèo ở ngoài Bắc á. Đi chân không cũng nói mà đi dây cũng nói các bạn, rất là cấn á. Ở đây người ta tận dụng cái cây người ta xây cái thang này các bạn, leo lên các bạn, lên trên cây ngồi chơi trên đó các bạn. Hay quá, sáng tạo quá, rất là sáng tạo. Còn cái đây là cái làm cái gác đây các bạn, rất là hấp dẫn các bạn. ngoài chơi rất là lý tưởng. Bác ở trên nhìn xuống nó sâu hóm nó không thấy sợ, chắc còn cỡ 5 mét vậy các bạn, 5 mét. Đây nhìn qua cái thác là thấy trên cái mặt thác đó các bạn. Hồi nãy mình đứng dưới kia mình review thì không thấy cái mặt thác phía trên. Còn đứng đây là mình quay là mình thấy hết này các bạn. Thấy cái mặt thác phía trên luôn nè. Và thấy được hết cái lượng đá mà phía dưới thác này các bạn. Rất là đẹp các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Tạo hóa tạo ra những cảnh đẹp hay quá. Thiên nhiên tạo ra những cảnh quá đẹp. Mỗi thác có mỗi quê đẹp riêng. Không thác nào giống thác nào. Rồi mình xuống mình review hướng mặt đông, review lên chính thức luôn cho các bạn xem. Bây giờ mình phải quay lại các bạn đoạn đây đi. À đây đây người ta mà đây nó đứng quá đi không được các bạn. Nó đứng sừng này, này đỡ mình leo xuống được. Tại mình cầm 2-3 cái á, 2-3 cái dở các bạn, cái gì không ta làm thì comment xuống đó các bạn. Đây mình đi cho em Ngọc Đan là luôn luôn lúc nào cũng dài các bạn. Chẳng qua em mà có tinh thần đi vậy thôi, còn ngồi ra là em ở một chỗ các bạn, cũng ở giữa trong xe giữa xe ra, cũng ở chỗ ban. Rồi, nhà chú ảnh đây, nhà chú ảnh đang chặt củi để mình đóng đô tại rừng ha. Chú ảnh đang chặt củi đó, chặt một xe củi luôn chú. Chặt xe cuối đem về nhà mà nó đem đi sinh tồn. Cái thác bãi ngọn này nó cũng ông nói này cũng nó cũng bắt đầu cả nước lại. Đây, chú ảnh đang ngâm lửa. Chú mặc máy quay nè. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. À, chú cháu nướng tiếp con gà. Hử? Mình đâu có nói nướng. Giờ mình nướng gà ha. Lên nóc nhà là bắt con gà. Con gà vậy. Ừ, con gà rồi. Quay gà vậy đó. Gà chín không chú? Cái của con nó ôm lắm, nó không phải như của chú. Ừ. Của con nó ôm, quay cỡ nào nó không lọt. Như của chú quay nó khó. Người rừng chú ảnh đang nướng gà. Ảnh miền Trung mình lóc. Xin chào các bạn đi. Xin chào cả nhà. À, nướng gà này. Cháy mỡ. Đó, đồ rẻ vậy á. Giờ lại lên rừng làm món ăn. Ăn rồi sẽ biết. Gà quay. Gà nướng. Gà nướng. Ai kêu là quay. Quay là thấy. Dạ. Rồi, ta. Đi thẳng luôn. Ăn cái đuôi. Mời các bạn. Mời các anh chị cùng. Nấm ngon. Nấm có chim. Nấm quay. Gà gà nhà không có. Dạ. Bà thiệt gà nhà mình có biết. Dai. Dai mà nó ngon. Bọn bọn anh cắp con ha. Cũng như bà gà ông là đủ đám cưới nè. Ờ. Để lớn hơn đưa không? Nhỏ hơn. Đưa lớn nè. Đại ca đâu mà. Nó ăn cái đuôi. Trộn mỡ. Làm mỡ đó. Tưởng ái vừa ăn luôn. Con ăn rồi thấy dừa. Mình cứ mấy hồng ăn. Cứ mấy hồng ăn. Mình ăn. Cứ nấu ngon à, ăn đó. Có chút mắm luôn nó cũng ngon. Chiếu không ở đây nó khó. Mình biết sao đá cái gồ gờ chiếu bầm đập. Mình nói dưới không ta. Mình mua gà ở chợ mà gà nó gà vừa ngon lắm, thấy là bạn đâu thua gà đây đâu, gà đấy ăn cũng không thua. thầy cho muốn ăn béo quá mà chắc biết luôn mà đó. Ăn nó ngọt không nó đâu có chua đâu mà nấu đùng đùng lúc cháu con người ăn cái đùi chưa hết mà gà của nhà mình ăn chim tướng trời đâu có biết biết đâu nó dớt rồi mười thứ làm sao đúng không mới chết quăng ra ấy quăng ra qua ăn đố biết luôn á ong cặp cánh nữa lấy đấy ong ăn cái đuôi ăn cặp cánh ra ăn ngó ra nó gặp trai không biết hả sáng lấy con nhỏ rồi lấy con này tầm kỹ rưỡi đi lại người ra đây có biết không nó cũng không có được ngon đâu nó là nồi nồi ăn bao giờ nó gặp tiếng á Gà kiến ăn ngon lắm đó. Có nghĩa là gà đây thì gà công nghiệp không dám bì nó đâu. Rau gà đây cũng dám bì gà kiến ăn ngon rồi. Mẹ ông lai qua gần nồi là bắt đầu ăn dở. Cho nên cái con bò có trên sông Hoài con ạ. Con đó người ta gọi bò một nắng á để chứ hoa hả của dân đầu tiếng á cho nên đâu có nói ông bà lai hiểu không nếu gì á bò một nắng Phú Yên là bò có nó nhớ bà lai bậy rồi còn gà á gà nấu é Phú Yên nấu tiếng á nha nha, cuối mình nấu tiếng nấu gà é cũng ra là gà ta luôn. Lưng con chú à ngon lắm có chú con mới ăn được đây đây xương này da lưng hả móc cái lưng này cái nó là gì hả? Đây cứu dâu đó ba con ăn được cái con canh còn sớm còn biết gà nó như gà con ấy cứu dâu dâu con chúa dâu dâu con tay à gà gà trai mà được hai video đấy.